Cái nè. Trời ơi, giục đại nồi cháo bự ơi. Cái trời đó chưa ăn được đâu, cái trời giục đại không à. Cái này cái gì? Giục đại vô đi. Giục bánh mướn này nè. Bắt ăn hả? Bắt đi. Bắt mà. Bỏ đại đây đi. Bỏ vô đi. Có cái chép nó chết ngon nè. Có cái chép trước đây. Chép nhật nè. Chép này chép đẹp nè. Ồ, chín được có chép nhật luôn. Chép đẹp nè. Ừ, chép nó đẹp á. Bỏ vô để. Nè. Con lý ở đây đang con đó nè. Con lý. Bắt nè, con chép nhật nè, đó đó đó. Bắt bỏ vô đi. Bắt nó trước đi, để rồi. Rồi hết rồi đó. Có hai con. Còn con cái gì vậy? Cá lóc gì vậy? Cái này cá linh. Cá linh cá trâu gì á? Con này cá gì á? Cá linh cái gì á? Cá linh cá trâu gì á? Cá đâu, cái đầu bự mới cá linh đâu. Quậy quá. Cái gì nè, cái gì phải cá trâu. Là cá trâu. Con này cũng vậy nè. Trâu. Nếu cá trâu thì thả, còn cá linh cái đó ăn ngon rồi. Cá linh cái đó ăn ngon. Còn đó hình như cá linh đó. Cái này cá linh nè. Cá linh á. Cái này cá gì? Rồi. Rồi. Được chạy qua nhọn hả? Này vô trong hầm này bắt cá lạ không nè các bạn, ở hầm đây mà sao mà cá nhật không à? Nó chỗ nào mà được to có lên báo. Chỗ này toàn là cá nhật không đó, thấy nè không, cái hầm có gì chơi đấy không, im im đó. Nó bắt đầu chài dính cá nhật không đó. Có tài nghệ mày sao? Tài nghệ quan trời sao? Đỉnh không? Không đỉnh thì đâu tao. Đúng rồi, đỉnh sức đỉnh. Méo xèo. Chị chơi dính á. Dính cá bự không đó. Dính này đó. Bữa nào mượn trời như kiếm ăn mày dính. Xuống vườn này trời kiếm ăn được không? Trời kiếm cá này, cá nổ rồi. Cái nãy tính ngủ với thầy xuống kiếm mồi nhậu. Nó bữa nay bà đâu có biết, mày hỏi tao sao tao biết. Nó phải có bóng biết gì đâu. Nó lặn như mặt hồ khoảng. Đó đó thấy không? Dính kìa thấy không? Nhấp luôn, nhấp luôn. Đó không? Dính dính ca nhật không á nha cả nhà. Mà nó đẩy nó chết. Cái tép đó nè. Nè, dính cá nhật không phải không? Đó, cá đẹp không? Mấy con cá này đẹp nè. Nó kìa máu xẹo, cũng có cá cá quậy nó mới dính á, trò tròn cái chừng nó không dính á. Cá đây, cá mày dính. Nó xíu. Cá cóc, cá đó, cá lộng, cá bạc, cá bạc. Cái ông lát thì nghĩa ông có ăn thì phải. Này nghe không khoái cái này lắm. Cài nó thêm cài mãi. Chỗ nó là chỗ cho nó ăn đó không? Này là đầu mùa mưa nè. Chút quậy. 100 cá. Vừa mới lai à? Mà tao không biết nó thứ quỷ gì. Thứ nó không biết nó độc biến làm sao nữa. Nó ra một cái chài nè phải không? Là chừng cỡ chục cái. Ở chừng nghe dây, đem một nha. Tôi ăn có mấy ký được rồi. À, tao không dám bước ra đó rồi đó, là cái đùng đó rồi đó. Đẹp đấy kìa. Có lý à? Đó là đẹp đó. Rồi cá bự lên đây giấc này còn hẳn quá. Mỗi đêm đi làm cái này là tao lo nó thế đó. Mòn lắm. Tối đi ngủ cái bự lắm. Một cái lô à. Thì đặt cái gì rồi còn hả vậy? Bự dữ lắm. Chiếc này ra cái ổng ăn thức ăn ăn đêm đi, ăn nhiều nhiều. Ăn nhiều nhiều đó thì cá kiếm được. Hết cá rồi. Chế kiếm cá được. Con nào không lấy mang về hả? Con vòng quá. Ừ, bắt cái ổng đó đi. Giải ra ngoài, ngoài này chặt cây quá. Giải ngay góc này. Kiếm cá cho ổng à.
có cái gì bắt cái nó. Đây này là hết. Trong diều nó phải diều một cái. Nó sập dèo nó đi ra mẹ nó rồi, không biết cái gì thứ quỷ gì không biết, ta cũng lội xuống. Nó xuống tao mà nó ờ. Cá tùm lum á, mưa này tùm lum. Thiên nhiên mà. Đang tặng được gì đó. Ô đẹp á, cái này có lý. Để được không mình nhỏ. Ta lấy lụa. Lấy nhỏ hơn đó. Những cái quay lại mương đó trời còn nữa đó. Còn mà sợ động á, mày qua cái góc trong cái dừa tống tống á, chỗ nãy á, rồi trước đó mình uống nước á. Nó rất chi trời đó. Thẳng cái loa á nhỉ. Đó, có cá gì không? Có cá chưa? Được, mấy cá nhật nè. Cá chi này đẹp hơn nữa đó, cá nhật á. Cá chi này cá nhật đẹp hơn cá được rồi. Đó, 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 đó. Có con cá đen nữa hả? Có cá nhật nữa cả nhà. Đó, 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 đó. Đó, con này đẹp rồi, con này trong mương kia sấy ra đó. Sẽ ra cái nhiệt từ 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 để bắt cái bắt đi. Bắt toàn là cái coi nhiệt đó 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 từ từ cái chân sạch ha, một cái âm gì vừa của cả có cá lau kiến nữa, quá thì đẹp. Thằng ghé đâu cái này không, thằng ghé đâu cái này không, cái này là vô cái nhiệt vô nó hút nhớt nó con kia này chặt đầu bỏ xuống nó làm lỡ mương luôn hết luôn hả. Hai con, mấy con. Gì rối gì trời. Đó, con gì vậy? Cái đó khó tiêu không được, phải bắt luôn đi. Cái cá ba kỳ chứ không phải cá rảnh. Cá ba kỳ nó ngon hơn cá rảnh. Cá ba kỳ đỡ xương hơn. Còn cá rảnh với nó xương dữ lắm. Mấy con đó bự bự nướng ngon lắm chứ. Ê, phóng dữ quá. Mấy con đó nó phóng dữ lắm à. Như con kia nó lội vậy đó. Chết chấp gì, nó thở. Cái gì? Bỏ vô. Có bọc đó, bọc xe. Này chạy về ngoài thả để nó. Mấy con này đẹp nè. Đẹp hơn cá được rồi. Cá được rồi nó lút lút không à. Múc nước mới đi mình. Vô cái bọc con đó là sao? Vô đợi vô luôn hết luôn đi. Cái lung linh linh cái gì đó là lấy cái bọc như nào đó mà bỏ mấy cái tạp ra ngoài đi. Ừ, bỏ mấy cái tạp ra kia ra trứng rồi nặng đây nữa nè. Có về ngâm liền á. Cá là cái gì đó nó dễ á. Cá gì đó cá này cá rảnh tiêu nè đúng không. Nữa nữa mày lên chài mày không chịu rửa chài mà.
sợ Dũng, cái nó dính cái cây bự lắm, Dũng nó đây, nó ra. Để một được mấy con? Năm con nó dính cái nhật không đó. Dính nhật không, cái này cũng hết đó. Rồi các kia bỏ bọc luôn gì nhan luôn coi coi kỹ ra thôi. À, quá trời ngon ha. Ừ, cái con đó ta. Con đó nó lạc lạc cái thôi chứ chưa sao đâu. Thả hồ bự lên để sụp sụp LC á, sụp 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 sụp. Không có. Bỏ 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 thổi vô. Ngồi đó thổi tiêu tối đêm nay. Anh thổi vô. Anh đi xuống đây tao tủ bữa được quay. Về nhà có cái ăn quay. Hai vợ chồng ăn một ngày luôn. Ừ. Thấy cái mấy mười này có ngất luôn nha. Mình chạy đi chưa được gì đâu. Có ngất luôn. Dễ chơi chơi không, hồi nãy giờ lấm nhóc mà. Mưa này nè, nếu mà lấy lưới